Chúng ta đã qua được một tuần lễ tu gia hạnh. Thì trong cái tuần lễ đầu, chủ yếu là chúng ta lạy Phật. Lạy Phật để tạo cái mối quan hệ giữa mình và Phật, Bồ Tát. Mình sanh trên cuộc đời này, mình mang cái thân tứ đại ngũ uẩn vô, cho nên mình lại quan hệ với tứ sanh lục đạo nhiều hơn. Mà trong tứ sanh lục đạo, tức là chủ yếu là phần nhiều là trần lao, nghiệp chướng và phiền não. Cho nên cái mùa gia hạnh của mình là mình tạm cắt cái phần nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Tức là cái mối quan hệ giữa mình với chúng sanh trong lục đạo nó giảm đi, và tạo cái mối quan hệ giữa mình với chư Phật Bồ Tát nhiều hơn. Tức là ở trong cái thế giới mà của tâm thức, thế giới siêu hình ấy. Thì đây là cái cách tu của mình. Cho nên cái tuần lễ đầu đó là cốt là mình lạy Phật. Mình lạy Phật tức là cái thân mình lạy ấy, nhưng mà tâm lại quan trọng hơn. Cho nên nếu mà mình ngồi yên ấy, mà mình không lại, mà trong tâm mình nghĩ tới Phật, mình nhắm mắt lại mà mình thấy Phật ấy, thì cái này người ta bảo là thấy Phật bằng tâm. Và kính Phật cũng kính trọng Phật bằng tâm. Thì tạo cái mối quan hệ giữa tâm mình với Phật. Cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật mới dạy mình ấy, Phật và tâm ấy, nó thành một. Thì như vậy đó là mình cắt lìa cái thế giới trần ai mà đi vào trong thế giới Phật để sống. Đó là cái cách tu của mình là nó như thế. Rồi qua cái tuần thứ hai á, là mình chuyên thọ trì kinh Bổn Môn. Kinh Bổn Môn tức là chuyên về Pháp Hoa. Thì ở trong cái phần mà kinh Bổn Môn này đó, mình bắt đầu mình suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật. Để mà mình hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật đó, và mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì đây là cái phần mà cốt lõi của cái mùa gia hạnh. Thì ở trong cái kinh Pháp Hoa, cái tạng Pháp Hoa thì nhiều. Nhưng mà ở trong này đó, thầy thấy cái phần mà thí dụ ở trong kinh thì chủ yếu là Đức Phật nói với loài người mình nhiều hơn. Tại vì nói cái thí dụ để mà mình hiểu cái gì sâu hơn. Tức là mượn cái việc này nói để chỉ cho cái việc xa hơn. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó là phải nhìn xa vô chỗ này. Chứ không phải mình theo nghĩa đâu chữ đó, không phải. Nhưng mà phải thấy khác đi. Bữa trước đó, thì mình học về cái thí dụ Cùng Tử. Cùng Tử này là ai? Tức là Ngài Maha Ca Diếp ấy. Ngài đem cái thân phận của mình mà so với Đức Phật đó, thì Ngài thấy Ngài như là Cùng Tử. Nhưng mà Ngài Maha Ca Diếp mà còn thấy mình như một Cùng Tử thì đối với chúng ta đây thì chúng ta nghĩ mình là gì? Mình còn cách xa Ngài Ca Diếp. Ngài Ma Ca Diếp là sạch nghiệp rồi, còn mình trần lao nghiệp chướng, mình còn nhiều phiền não, mình còn. Cho nên chính cái chỗ này đem so, nếu mà mình tự biết mình, tự biết mình cách đạo còn xa, nhưng mà mình nương vào các bậc thánh tăng này á, mình nương vào cái công đức của Phật á, mà mình tới được với Phật. Đó. Thì tới bằng cái gì? Tức là tới bằng cái tâm. Đương nhiên là cái nghiệp mình tới không được, cái thân mình không tới Phật, nhưng mà cái tâm mình á, thì tới được. Cho nên dùng tâm mà nghĩ tới Phật để tới được với Đức Phật. Thì đó là quan trọng. Mà cốt lõi chỗ này đó, là Ngài Ca Diếp cũng nói với ta đó là gì?
Tức là khi mà chúng ta tu đây đó, chúng ta trở thành một Phật tử, một con người cao thượng, con người chân thật, chứ không phải là người hèn hạ. Nhớ cái chỗ này. Cái người hèn hạ thì không thể nào tới với Phật được, cái người cao thượng mới tới với Phật được. Mặc dù thân phận chúng ta thì hèn hạ, nhưng mà tâm chúng ta nó phải cao thượng. Cho nên đó, Thầy nói đó, mình nghèo nhưng đừng hèn. Thành ra trên đời này nó nhớ cái chỗ này. Nghèo á thì được, nhưng mà hèn thì không được. Thành ra có những người họ giàu nhưng họ rất hèn. Cái này Phật cũng không thọ dụng. Còn đương nhiên nghèo hèn thì chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đó, mình tu theo Phật, mình nhất định là không hèn. Nghèo mà không hèn đó, thì Phật thọ dụng được. À, nhớ cái điều này. Mà khi Phật thọ dụng được đó, thì lúc bây giờ đó, mình có một cuộc sống nó khác mà. À, cuộc sống nó khác. Tức là vật chất mình không lệ thuộc. Có cũng được mà muốn có cũng sao. Cái đời sống này mình rất đơn giản. Tại vì mình muốn có một cái đời sống cao thượng để mình gần được với Phật, cái mục tiêu mình vậy. Cho nên từ cái chỗ đó nữa, mà không có hèn nữa, mình nỗ lực mình tu, mình nỗ lực mình làm á, thì Phật sẽ thọ dụng. Phật sẽ thọ dụng mình. Mà Phật thọ dụng mình rồi nữa, thì mình sẽ làm được những cái việc mà trên đời này tưởng chừng như mình không làm được. Này, kinh nghiệm của Thầy để thấy này rõ. Tất cả những cái việc mà Thầy làm được, cái này Phật cho thôi. Chứ còn thiệt ra thì mình không có nghĩ rằng mình sẽ làm được vậy. Mình có khả năng. Nhưng mà nhờ có một điều đây nữa là không hèn, cho nên Phật thọ dụng. Đây là cái điều quan trọng nhất. Vì cái chỗ này nữa là được Phật thọ dụng rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa là mình được sử dụng cái gia tài của Đức Phật. Cho nên trong cái phẩm đó nữa, là Ngài Ma Ca Diếp nó là phú chúc gia tài. Phú chúc tức là cái gì của Phật á, thì cái này là mình được quyền sử dụng. Phật giao cho mình sử dụng thì mình sử dụng cái phần này để mà mình làm thay cho Đức Phật. Đó là cái việc quan trọng nhất cái người tu theo Kinh Pháp Hoa. Rồi hôm nay mình thêm một cái thí dụ nữa mà của Đức Phật. Cái thí dụ trước đó là của Ngài Ca Diếp, nhưng mà thí dụ này là của Đức Phật. Thí dụ Đức Phật là gì? Gọi là dược thảo dụ. Dược thảo. Dược thảo tức là mình gọi là cây thuốc. Đó là thuốc. Cho nên cái phẩm dược thảo ấy. Thì ở trong cái bản dịch chữ Hán, Ngài Kumala Thập dịch ấy, thì Ngài lại bỏ sót cái phần thí dụ này đi. Mà ở trong đó chủ yếu Ngài chỉ dịch cái phẩm thí dụ ba cỏ hai cây thôi. Trong cái phẩm thí dụ, trong cái phẩm dược thảo dụ đó, thì nó là dược thảo, cho nên đây là cái dược thảo là chính. Nhưng mà Ngài bỏ quên này. Mà Ngài chỉ nói là ba cỏ hai cây. Thì cái phần mà ba cỏ và hai cây đó, thì chỗ này đó là Đức Phật nói đó, ví dụ như Ngài xuất hiện trên cuộc đời này đó, là Ngài nhằm lợi ích cho tất cả, cho tất cả các loài, chứ không phải là riêng cho một loài nào, không phải riêng cho một tầng lớp xã hội nào, không có. Nhưng mà vì tất cả, cho nên Ngài chia cái xã hội ra đó, gọi là ba cỏ hai cây, là ví dụ như vậy đó. À, cho nên đó, ba loại cỏ là ví cho cái gì? Cái loại cỏ mà cỏ nhỏ là thí dụ cho trời, người, chư thiên và loài người. Tức cái này vẫn ở trong sanh tử luân hồi chứ chúng ra. Những người này đã ở trong sanh tử luân hồi, nhưng mà có Đức Phật ra đời đó, thì trường hợp này đó, cũng nương theo Đức Phật mà phát triển cái căn lành của mình được. Cho nên ở đây là chỉ cho loài trời và loài người. Tại có Đức Phật ra đời đó, thì cái loài người chúng ta đó, nhờ nương theo Phật, mà tuy là ở trong sanh tử luân hồi, nhưng mà đời đời
đều sanh ra làm người thôi, chứ mình không không sanh vô các loài khác. Đây tất cả các Phật tử nhớ, tại mình ở trong pháp của Đức Phật, cho nên mình không sanh vào trong các đường ác. Mà đời này mình tu rồi nữa, đời sau mình cũng sanh lại, mình cũng làm người nữa, cho nên vẫn ở trong sanh tử. Nhưng mà vẫn ở trong sanh tử, mình làm người và người tốt, làm người nhưng mà người tốt nên đó là loài người mình vẫn được lợi ích. Loài trời thì cũng được lợi ích, chư thiên cũng được lợi ích. Cho nên Đức Phật thường hay nhắm vô gọi là lợi ích cho chư thiên và loài người, chủ yếu là chư thiên và loài người. Cho nên mình mà khi mình tu hành, mình sống đúng với cái tư cách của con người mà Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy mình tu, mình sống theo chư thiên á, thì đương nhiên là được Phật hộ niệm. Cho nên Phật quan tâm nhất là hai cái giới này, chư thiên và loài người. Cho nên tất cả các Phật tử mình tu theo Kinh Pháp Hoa đó, ta nhớ giữ cái này đừng mất. Ở trong loài người lên cõi trời, từ cõi trời xuống loài người, loài người tu phước để lên trời, đi qua đi lại, gọi là đời đời qua lại chốn nhân thiên, không cho rớt xuống. Nhớ cái điều này, đó là cái bước mình tu, tức là người này được lợi ích này. Đây ship vô cái loại cỏ nhỏ, tức là vẫn ở trong sanh tử luân hồi thôi. Cỏ nhỏ nó bao giờ cỏ thì nó cứ vậy thôi, nó không lớn được. Nhưng mà còn thêm cái loại cỏ bậc trung là cao hơn một chút, loại cỏ mà cao hơn chút, cho nên gọi là cỏ bậc trung. Cỏ nhỏ, rồi cỏ bậc trung, rồi cỏ bậc lớn, ba loại cỏ cũng ở trong sanh tử luân hồi này. Thì cái loại cỏ bậc trung này đó, họ có cái tầm giới cao hơn một chút. Cái đó người ta ví cho cái hàng nhị thừa. Cái hàng nhị thừa tức là vươn lên, vươn lên khỏi cái sanh tử luân hồi này. Cái cỏ nhỏ này là ở trong sanh tử luân hồi, nhưng mà trong sanh tử luân hồi này đó, nó có những người mà hướng thượng muốn ra khỏi sanh tử luân hồi đó, thì cái này là cái bậc trung này, bậc trung ra khỏi. Tại này bậc trung ra khỏi này, khi mà ra khỏi sanh tử luân hồi này đó, thì cái gì? Tức là tất cả các Phật tử tu mà bên Phật giáo Nguyên Thủy thì người ta thường hay áp dụng cái này. Tức là áp dụng cái tứ niệm xứ đó nhé. Cái thiền tứ niệm xứ đó là để ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên cái cỏ bậc trung đó là nhắm vô, tức là phải ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, không muốn ở trong này nữa. Mặc dù ở trong cái thế giới này nữa, mình qua lại chốn nhân thiên thì cũng tốt rồi, nhưng mà đời đời mình làm như vậy thì mình thấy nó cũng chán đấy, cho nên muốn đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Do đó đó mà mình tu cái pháp cao hơn, thì này gọi là tu theo cái pháp mà của hàng nhị thừa đó, tức là bậc trung, tức là ra khỏi, tức là cỏ nhưng mà vươn cao hơn các loài cỏ kia. Thì như vậy đó, thì các vị tu cái gì? Đức Phật dạy mình đó, mình tu cái tứ niệm xứ rồi cái tứ chánh cần nữa. Cái tứ chánh cần quan trọng nhất ở chỗ này là gì? Tức là cái tâm thanh tịnh, ráng giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, đừng để cho trần duyên tác động. Để cho mọi việc chung quanh tác động vô mình thì mình vẫn còn phải kẹt vô sinh tử. Nhưng mà mình đang sống trong sinh tử này mà cái trần duyên không tác động, thì cái này mình tập tu mình thấy được. Tức là giữ chánh niệm thì mình có cái này. Thế nên khi mà tu thì thầy thường hay tập, thầy sống chung với mọi người đó, nhưng mà nhiều khi thầy không quan tâm tới mọi người, không quan tâm. Thầy mọi người muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Thầy thấy là nói như vậy, làm như vậy là điều ở trong sanh tử luân hồi mà mình không thích cái này nữa. Cho nên ở đây đó, các Phật tử nhìn kỹ xem, nó có những cái con người nhưng mà thích yên tĩnh, mà nó có những con người đó mà thích nhiều chuyện, phải không? Đó, hai cái hạng người này. Cho nên con người thích yên tĩnh đó, thì cái trường hợp này đó, là có chí hướng thượng đi lên đây, muốn ra khỏi sanh tử này. Còn con người mà thích nhiều chuyện đó, là sẽ kẹt ở trong sanh tử.
Cho nên nói nhiều lỗi nhiều, nói ít lỗi ít. Cái này là thế nào cũng có lỗi. Mà có lỗi thì phải ở lại đây thôi. Nằm ở trong nhân quả là phải trả. Cho nên bây giờ mình dứt nhân quả. Dứt nhân quả tức là không, không có làm chuyện này nữa. Tức là ai muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Còn mình có cái cách sống của mình. Cái sống của mình là cái cách sống gì? Cái chánh niệm của mình. Thì cái chánh niệm của mình á, ở trong tâm mình là cái gì? Chánh niệm là chỉ có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thôi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thế này thôi gọi chánh niệm. Còn nếu mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia đó, thế này gọi tà niệm. Cho nên tà niệm là vẫn ở trong sanh tử. Mà chánh niệm thì trường hợp ra khỏi sanh tử. Thành ra khỏi sanh tử là thứ nhất là trong lòng mình nghĩ tới Phật. Cho nên mình được Phật hộ niệm. Thứ hai là nghĩ Pháp là sống ở chân lý. Thứ ba là nghĩ tới Tăng tức là hòa hợp. Là hòa hợp. Tức là ở trong cái thế giới Phật mà thường thường đây người ta gọi là tịnh độ. Cho nên thân của mình thì sống ở trong trần ai. Nhưng mà tâm của mình là đặt vào trên độ. Đây là cái người tu đó mà có cái đó. Cho nên nhiều khi đó, mình sống chung với tất cả mọi người. Nhưng mà mình cảm giác như là mình không có liên hệ với mọi người. Mà mình liên hệ chỗ khác. Mình đang sống ở đây nhưng mà trong lòng của mình ấy, mình không có nghĩ ở đây. Mình nghĩ đây là chỗ này quán trọ mình. Mình tạm thôi. Sống trong khoảng thời gian nào đó thôi. Rồi mình sẽ từ bỏ cuộc đời này. Cho nên mình đang sống với mọi người ở đây. Nhưng mà cái tâm hồn của mình thì đang nghĩ tới Phật và thế giới Phật. Nên những người này là những người ra khỏi sanh tử rồi. Ở trong sanh tử nhưng mà cái tâm họ không nghĩ tới sanh tử. Ở trong sanh tử nhưng mà cái tâm của họ là nghĩ tới Phật Pháp. Cho nên là nhất định là khi chấm dứt sanh tử này là họ sẽ lọt vào thế giới Phật. Cho nên cái chỗ này đó, thầy thấy có nhiều người họ tu nữa mà không có kết quả. Có kết quả thực á. Như trường hợp thường thường thầy hay nói anh Minh Đức là bạn thân của thầy đấy. Anh này cũng là cư sĩ như các đại hữu mình vậy thôi. Nhưng mà ảnh sống với tất cả mọi người trong xã hội này nữa, đã ảnh không mất lòng ai hết. Không bị quan trái với ai hết. Tại vì anh biết là quan trái mất lòng đó, tức là còn phải trả quả, phải không? Phải trả quả. Cho nên cố làm sao đó mà mình sống trên cuộc đời này đừng để mất lòng ai hết, đừng để phiền ai hết. Mình không nợ ai hết đó. Nhẹ nhàng. Cho nên cái tâm mình thường thường đặt ở bên thế giới Phật. Cái tâm mình đặt ở bên thế giới Phật và nghĩ tới Phật, cho nên Phật hộ niệm cho mình. Cho nên mình ở đây nhưng mà cái tâm mình ở bên kia. Cái tâm mình ở bên thế giới Phật. Cho nên thường khi mà mình tu đó là mình nghĩ tới Phật và mình nghĩ tới thế giới Phật. Chứ không nghĩ tới thế giới này. Thì như vậy đó, lần lần cái tâm mình đặt bên kia thì khi nào mãn ở đây thì mình đi bên kia. Thành cái đạo hữu này nó có cái đặc biệt đó, không làm mất lòng ai hết. Nhưng mà trước khi ông chết, ông lên ông thăm Hòa Thượng Trí Tịnh. Ông mới nói với Hòa Thượng Trí Tịnh này. Ông nói con đi về Phật trước thầy à. Nói như nó chơi biết không? Con đi về Phật trước thầy. Mai con về Phật đó thầy. Ông nói vậy đó. Thì lúc bây giờ ông thăm Hòa Thượng rồi đó. Ông nói với Hòa Thượng về xong. Ông về nhà ông đó. Là ngày mai đó, ông không bệnh gì hết, ông chết. Ông lên ông lại Phật rồi, ông ngồi trước bằng Phật, ông chết đi mấy. Thầy nói là cái ông này nó cái thân ở Ta Bà nhưng mà tâm ở tịnh độ rồi. Cho nên khi mà mình tập tu đó là mình tập này. Đây là ở trong thế giới này, nhưng mà nhờ có Đức Phật xuất hiện trên thế giới này, cho nên mình thấy Đức Phật rồi đó, mình muốn làm Phật, mình muốn về với Phật. Cho nên mình để tâm nhiều nhất để mình về Phật. Đó là một cách tu đó. Thì trường hợp này người ta gọi là cỏ, nhưng mà cái bậc trung thôi. Bậc trung. Còn cái loại cỏ bậc thượng á, là những người này mang chí lớn hơn một chút nữa, cũng ở trong loài người mình thôi, mà ta gọi đó là Bồ Tát nhân gian. Bồ Tát
ở trong loài người, mặc dù nó có cái tâm hướng thượng là muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà còn có một cái tình thương đối với tất cả những người chung quanh. Cho nên đây một cách tu nữa. Cho nên chỗ này đó, các Phật tử nên cân nhắc để mình tu. Mình không có ý định đi một mình nữa, nhưng mà cái ý định độ chúng sanh. Cho nên chỗ này nên đạo hữu trong đạo Tràng Pháp Hoa mình có phát nguyện câu đó, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời đó. Đây, có cái ý này. Ý này là ý muốn làm Phật đây. Ý muốn làm Phật. Tại mình thấy Đức Phật á, Đức Phật á, thì Ngài độ tận chúng sanh. Cho nên mình muốn theo Đức Phật, mình muốn độ tận chúng sanh. Nhưng mà chỗ này nó hơi khó. Chỗ này khó chút. Tức là phải có trí tuệ. Cho nên nó muốn độ, nhưng mà thật ra nó không phải ai cũng độ được hết. Nhớ cái điều này nữa. Không phải ai mình độ được hết đâu. Cho nên cái này đó, khi mà còn nhỏ nó theo Hòa Thượng Trí Tịnh đó, thì Hòa Thượng có nói với Thầy cái này. Tức là Trí Quảng có nghĩ ông thương chúng sanh hơn Phật không? Không? Nhớ cái chỗ đó. Mình cũng thương chúng sanh, nhưng mà mình thương chúng sanh chưa bằng Đức Phật, biết không? Chưa bằng Đức Phật. Nhưng mà sao lại Đức Phật không độ? Còn mình, cái năng lực mình ở đâu mà mình đòi độ tận chúng sanh đây? Cho nên cẩn thận như này. Cho nên nhiều khi mình quyết tâm cao, nhưng mà rồi đó, cái thực tế nó làm cho mình rớt xuống thấp hơn nữa. Cho nên đa số những cái người mà họ làm từ thiện, họ tốt à. Họ tốt, họ làm được một lúc thôi, rồi sau đó không làm nữa. Chỗ này đó mình nên cẩn thận. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, muốn độ chúng sanh đó, là cái điều quan trọng nhất là gì? Tức là phải thấy chúng sanh, phải biết chúng sanh. Phải biết chúng sanh mới độ chúng sanh được. Còn không biết chúng sanh mà độ chúng sanh á, thì coi chừng mình bị chúng sanh nó độ ngược lại. Biết không? Chúng sanh nó độ ngược lại. Tức là mình đọa đó. Tại nó trên bước đường tu đó, đa số 99% là đọa. Tức là sai. Tại vì không biết chúng sanh. Không biết chúng sanh, không biết cái gì. Tức là không biết cái nghiệp của chúng sanh, không biết cái phiền não của chúng sanh. Tại chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não, nó ba cái này nó gắn liền với nhau này. Cho nên nhìn một người nữa, mình phải thấy được cái chỗ này. Thấy cái nghiệp của nó, thấy cái nghiệp của nó, rồi thấy cái phiền não của nó, rồi mình nó tự thấy coi mình có cái khả năng mà chế ngự được cái phiền não của nó không? Có khả năng mà khắc phục được cái nghiệp của nó không? Chứ không phải là ai cũng độ được. Cho nên khi mà mình thấy đó, Đức Phật tới độ ông vô não hay không? Độ ông vô não ấy. Ông vô não là người điên, kẻ giết người. Biết rõ ông này là độ được, cho nên Đức Phật tới độ. Thành ra các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Độ chúng sanh là tốt, nhưng phải biết chúng sanh. Mà không biết chúng sanh mà độ chúng sanh thì coi chừng mình bị hại. Mà biết rõ rồi đó, thì mình cũng biết cái cách mà tháo gỡ cái phiền não, tháo gỡ cái nghiệp của nó được. Còn mình biết đó, không được thì không làm. Cho nên tu theo Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật gọi là thệ nguyện an lạc. Tức là biết rồi, nhưng mà bây giờ không làm được, chưa làm được, thì để đó, phải không? Cái tình thương của mình vẫn còn nuôi ở đó. Nhưng mà chờ khi nào có điều kiện độ được đó, thì mình tới mình độ nó. Đây. Khi nào có điều kiện mà độ được đó, mình mới tới độ. Chứ bây giờ chưa độ được mà mình tới mình độ nó đó, thì coi chừng hại. À, nhớ cái chỗ đó, cho nên thệ nguyện để đó. Để đó. À, khi nào có điều kiện đó, thì mình mới độ. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, là mình tu, mình có cái chí hướng thượng muốn độ người, nhưng mà phải quan sát kỹ, thấy được cái người này có thể độ được. Có thể độ được thì mình mới tới độ. Tại vì mình cần độ người, mình cần chấp gối cho họ đứng dậy,
để mình có thêm những người bạn. Tại tu Đại Thừa mà nếu không có bạn một mình làm sao được. Cho nên cần phải có bạn, nhưng mà bạn này là bạn tốt không? Cần phải có bạn, nhưng bạn tốt. Cho nên độ được nhiều người trở thành tốt á, thì mình có nhiều người bạn tốt. Mà có nhiều người bạn tốt đó, thì hợp tác với nhau mới làm được việc. Tất cả các vị Bồ Tát á, họ đều có quyến thuộc Bồ Đề hết. Đấy. Cho nên độ một người đó thì mình nghĩ làm sao mà biến họ trở thành Bồ Đề quyến thuộc của mình. Trở thành Bồ Đề quyến thuộc của mình, tức là cái người này họ hiểu được mình, mình cũng hiểu được họ. Đây trên bước đường tu đó. Còn không thì thôi đi một mình thôi, đi ra khỏi sanh tử, đi theo thanh văn đi ra luôn. Tại mình chưa hiểu được nó, mà nó cũng chưa hiểu được mình, thì mình không thể hợp tác được. Tại nên nó hiểu được mình, mình hiểu được nó thì mới có thể hợp tác với nhau được. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên nó tìm bạn tri thức, tìm bạn tri thức để mà độ đó là cái chỗ này. Đây là gọi là cõ bậc thượng. Đi nhưng mà rồi đó, ra khỏi sanh tử luân hồi là chính. Nhưng mà trên bước đường đi của mình đó, mình gặp những người mà có nhân duyên với mình, mình cũng tìm cách dìu dắt họ, giúp đỡ họ để họ cùng đi lên. Còn các vị Bồ Tát lớn bên ngoài, người ta ví như loài cây, phải không? Nó vượt lên trên cao rồi. Như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, các vị Bồ Tát này. Nhưng mà trong lúc mình tu như vậy đó, mình có một cái tâm Bồ Tát, có một cái lòng thương người, có một cái ý muốn giúp đỡ mọi người đó, thì lúc bây giờ mình mới được các ngài giúp đỡ, các ngài hợp tác với mình chứ. Cái này thấy rất là rõ. Tại bây giờ nó thầy, thầy không làm được gì, nhưng mà nhờ các vị kia, các vị kia đó họ trợ lực cho nên thầy làm được. Tại sao họ trợ lực? Là vì cái tâm của thầy nó giống với các ngài. Các ngài là Bồ Tát lớn, còn mình Bồ Tát mới phát tâm, hiểu? Mình mới phát tâm làm. Mình có cái tâm muốn làm thì bây giờ nữa mình làm thay cho các ngài, thì các ngài nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình làm, hỗ trợ cho mình để mình làm được. Cho nên mình làm được những cái việc của Bồ Tát làm, là các ngài làm đấy. Cho nên ở ngoài còn có các vị Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ đó, trong Kinh Pháp Hoa thì quý vị có cái là Bồ Tát Mười Phương, biết không? Rồi còn Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất nữa. Thành Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là Bồ Tát vô hình, mình không thấy, không biết họ được, nhưng mà họ âm thầm, họ giúp đỡ mình đó. Nếu mình có cái tâm Bồ Tát thật, có cái tâm Bồ Tát thật, thì mình sẽ được các ngài giúp. Do đó mà mình làm được những cái chuyện mà bình thường mình không làm được. Đây là cái trường hợp mà ba cỏ hai cây. Tại vì có Đức Phật ra đời thì có việc cho các vị Bồ Tát kia làm, có việc cho chúng ta là Bồ Tát nhân gian chúng ta làm, thì các ngài ở ngoài cũng hỗ trợ chúng ta làm, cho nên Phật Pháp nó phát triển được. Thành ra chúng ta nhìn theo Kinh Pháp Hoa đó là ta thấy vậy. Đức Phật nói là ngài ra đời đó là điều lợi ích hết, lợi ích gần nhất là chúng nhân thiên được lợi ích trước, rồi kế đó là hàng nhị thừa, hàng Bồ Tát nhân gian cũng lợi ích, rồi có việc cho các vị Bồ Tát lớn ở ngoài họ tới nữa. Cho nên trong hội Pháp Hoa mình có tới nhì vạn bát vạn bát thập vạn ức na do tha Bồ Tát họ tới. Cho nên khi mà mình tu theo Kinh Pháp Hoa đó, mà nhận được chỗ này, thấy được chỗ này đó, mình cảm giác mình không bị đơn độc. Cho nên khi mà thầy mới bắt đầu tu theo Kinh Pháp Hoa đó, thường đó là thầy ngồi thầy tụng kinh một mình thôi trong đêm khuya. Nhưng mà thầy có cái cảm giác là chung quanh mình có đông người. Thầy nói có đông người, cảm giác như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm mình đó, mình thấy được đông người hỗ trợ với mình, cho nên mình mới làm được Phật sự. Đây là cái người tu theo Kinh Pháp Hoa là vậy. Thì đây là cái thí dụ thứ nhất mà Đức Phật nói ngài xuất hiện trên cuộc đời là vì lợi ích cho tất cả này. Rồi cái vụ thứ hai nữa đó, cái vụ mà vụ dược thảo đó, tức là vụ cái người mù từ thuở nhỏ, phải không? Cái này trong Kinh Nguyên Thủy đã có rồi, tức là Phật giáo Nguyên Thủy có rồi chứ không phải riêng Kinh Pháp Hoa đâu. Thành ra có bên Phật giáo Nguyên Thủy nhưng mà qua Kinh Pháp Hoa lặp lại để nói một cái ý cao hơn chút. Tại vì cái vụ mà người mù từ nhỏ bảo là có một anh mới sanh ra anh mù rồi, anh không biết gì màu sắc. Anh biết gì màu sắc
Cho nên ai nói cái gì mình cũng không nghe hết, không tin, phải không? Cái này là chỉ cho những người bất tín đây. Tại vì khi đó Đức Phật nói là mình từ ở trong cái thế giới nào đó mà mình sanh lại cái thế giới làm người này đó, mình mang cái thân tứ đại ngũ uẩn vô rồi đó, là mình trở thành người mù, mù trước chân lý, không? Tức là mình chỉ thấy qua năm cái giác quan của mình thôi. Mình thấy qua năm giác quan, mình biết qua năm giác quan thôi. Còn những cái khác mình hoàn toàn mình không biết. Ở trong các loại hình thế giới khác mình không biết đâu. Thế giới của Phật, thế giới của Bồ Tát, thế giới của chư thiên mình đâu biết được. Mình chỉ biết có thế giới loài người thôi. Các Phật tử nghiệm xem. Tức là mình chỉ biết trong thế giới loài người mình, là tại vì mình bị nhốt trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này. Mình bắt đầu mở mắt chào đời rồi đó, là mình trở thành con người rồi. Là mình chỉ thấy theo con người, biết theo con người. Chứ mình không thể nào biết theo Phật, biết theo Bồ Tát, biết theo... Mà Đức Phật nói dầu Bồ Tát có sanh lại trên cuộc đời này mang thân tứ đại vô đó, thì cái trường hợp này cũng hoàn toàn không biết. Bị nó ngăn che, gọi là ngũ uẩn ngăn che. Mình bị ngũ uẩn ngăn che đâu, thành ra mình đâu thấy, đâu biết được. Cho nên này ví như là mình mở mắt chào đời, thì mình bắt đầu bị mù luôn, phải không? Đấy, cho nên thường thường đó là Đức Phật hay dạy mình thế này. Nên suy nghĩ, trước khi sanh ra trên cuộc đời này mình là ai? Còn hiện giờ mình đang sống đây, ai là mình, phải không? Giờ mai kia mà mình bỏ cái thân tứ đại ngũ uẩn này nữa, mình là ai? Con người thật của mình đó, mình không biết. Bây giờ mình không biết con người thật mình, mà mình chỉ biết con người tứ đại ngũ uẩn này, mình cứ chấp đây là mình thôi. Chấp cái thân này là mình, và chấp cái sở hữu này là mình đây, chấp cái thế giới này là mình đây. Nhưng mà cái này không phải thiệt, cái này sẽ bỏ đấy, sớm muộn gì cũng bỏ thôi. Cho nên Đức Phật nói là trước khi sanh mình là ai, mà hiện giờ đang sống đây đó, ai là mình? Nếu mà nói cái thân này là mình thì không phải, phải không? Tức là mình biết mình có cái thân này đó. Cái chỗ này là quan trọng nhất. Mình biết mình có cái thân này đó. Cho nên cái biết đó đó, là mai mốt đó, mà mình bỏ cái thân này rồi, thì cái biết này mang đi. Cái biết này của mình mang đi đó. Cho nên nhớ, cho nên phải tìm con người thực của mình. Tìm con người thực mình. Thì bây giờ đó, cái khi mà mình bị mù từ nhỏ này, tức là mình mang cái thân này vô là mình mù rồi, mình hoàn toàn trước chân lý mình không biết. Ở trong tất cả các loại hình thế giới mình đâu biết được. Mình không biết được các loại hình kia. Cho nên mình bị mù. Thì như vậy đây, ví như cái người mù từ thuở nhỏ. Người mù từ thuở nhỏ này đó, thì bây giờ Đức Phật ra đời đó, Đức Phật ra đời đó là giống như là bây giờ Ngài đi kiếm mấy cái loại thuốc đó mà chữa cái bệnh mù này cho mình. Tại nên chữa, lấy cái thuốc đó để chữa này mình. Cái thuốc đó để chữa bệnh mù cho mình đấy. Mà cái thuốc đó thì cái này gì? Tức là cái thuốc, cái bài thuốc thứ nhất đó, mà để chữa đó là cái thiền tứ niệm xứ trước. Cái thiền tứ niệm xứ này là cái loại thuốc để mà chữa cái bệnh mù trước chân lý của mình đây. Các Phật tử nghiệm cái này phải không? Tại vì đó, cái khi mà cái tứ niệm xứ này đó, mình áp dụng cái tứ niệm xứ này vô đó, thì cái thấy mình bắt đầu khác. Mình không áp dụng tứ niệm xứ thì mình thấy con người này là mình, phải không? Nhưng mà khi mà mình áp dụng cái tứ niệm xứ vô đó, thì bây giờ đầu tiên cái gì? Đức Phật nó quán thân bất tịnh, phải không? Nhìn kỹ là cái thân mình đây đó, mình nói nó là cái thùng phân biết đi, phải không? Nó là cái thùng phân biết đi đấy. Nó là một cái tổ hợp. Cái thân này nó là một tổ hợp của vi trùng, phải không? Nó là một cái nơi mà chứa chấp tất cả các bệnh tật ấy. Cái thân mình đó này. Bây giờ bắt đầu quán thân. Quán thân á, thì mình thấy cái này thiệt ra đâu phải là mình đâu. Nếu mình thấy mình thì mình ghê quá, phải không? Các vị Phật tử nghiệm xem, cái người mà tu đó, thực tu đó, họ quan sát chỗ nào thấy sợ. Nếu mà nói cái thân này là mình đó, thì mình nhìn vô trong cái cấu trúc của cái thân này đó, thì quý vị nhìn kỹ, nội quán đó, mình thấy ghê quá, phải không?
thấy từ ở trong cuốn họng mình xuống bao tử mình, xuống ruột già mình, ruột non mình, tim gan phèo phổi mình, thấy hết tất cả như này nữa. Đó, cho nên cái này gọi là thân bất tịnh. Thân bất tịnh là mình nhàm chán cái thân này đi, mình không quan tâm tới cái thân này nữa, không đặt vấn đề cái thân này nữa, để mình vứt cái này đi, nó nhẹ mình ấy, thì cái linh hồn mình nó nhẹ hơn, nó sáng. Còn mình bị cái này nó ngăn che, nó ràng buộc mình ấy, cho nên nó làm cho mình tối đi. Nhưng bây giờ nữa, mình bỏ nó đi, mình ghê tổn nó đi, thì trường hợp này nó không ảnh hưởng với mình nữa, cho nên cái tâm mình nó sáng lần ra. Cho nên quán thân bất tịnh để cho cái tâm tham đắm không có, mà tâm tham đắm không có thì cái tâm nó mới sáng lên được. Tại vì Đức Phật nói mình quá tham đi, cho nên mình trở thành tối, phải không? Mình tham cho nên vô minh. Tại mình quá tham lam cho nên mình trở thành ra đèn tối, không thấy được. Không thấy được cho nên tạo nên tội lỗi. Bây giờ nữa mình quán tưởng như vậy đó, để mình không tham, mình không tham cái thân này nữa. Rồi cái thứ hai đó là quán thọ là khổ. Thọ là khổ. Ở trên cuộc đời này đó là thường á, là mình hay kẹt ở trong cái chỗ cảm thọ. Cái cảm thọ rất là quan trọng. Cho nên từ cái chỗ cảm thọ rồi đi tới chỗ tạo nghiệp. Cái cảm thọ rồi đi tới chỗ tạo nghiệp. Tại vì thọ nó là khổ, mà dù lạc thọ đi nữa cũng là nhân của khổ. Khổ thọ là khổ đã đành rồi, nhưng bây giờ lạc thọ, Đức Phật nó lạc cũng là khổ. Thí dụ như bây giờ nữa, đặt cái trường hợp mà cái người mà nghiện rượu hay người nghiện thuốc lá đó thì sao? Họ hút được ly thuốc hay họ uống được ly rượu đó, họ thấy sung sướng, phải không? Họ thấy sung sướng, nhưng mà họ sẽ bị cái nghiện, nghiện rượu, nghiện thuốc này. Mà khi không có rượu, không có thuốc đó, thì quý vị thấy họ khổ. Còn mình á, cái trường hợp này mình không có cái nghiệp này, cho nên mình xả nghiệp. Xả nghiệp mình không có cái nghiệp này, cho nên á, mình đâu có bị nó hành hạ. Đấy, mình không bị hành hạ. Cho nên á, thọ, mình biết thọ là khổ, do đó mà mình không thọ. Mình xả thọ đấy. Tức là tất cả mọi việc trên cuộc đời này, cái gì nó cứ qua, mình cho qua, mình không cần. Bỏ được cái nào thì bỏ. Không? Đừng để cưu mang vô, đừng để vướng bận vô. Càng vướng bận nhiều chừng nào thì lại càng khổ nhiều chừng đó. Tới cuối cùng nữa là như một cái mối tơ giò không thể tháo ra được nữa. Ở trong cái sanh tử luân hồi, kẹt cái này, kẹt cái kia, kẹt cái nọ. Mà ở trên cuộc đời này đó, Đức Phật nói là không thọ, không khổ. Đừng để vướng bận bất cứ một cái gì trên cuộc đời này. Cho nên ở trong thâm tâm thầy đó, khi mà đi tu thầy cứ nghĩ đây là quán trọ. Đây là quán trọ. Qua một đêm ấy, qua một đêm mình ở trong quán trọ này rồi đó, thì ngày mai trời sáng lên thì mình đi, phải không? Thế nên ngày mai trời sáng lên là mình đi. Tức là ngày mai đó mình bỏ cái thân này rồi đó, thì mình, cái linh hồn mình đi chứ, phải không? Mình ở trong cái thân này tạm một đêm thôi, cho nên mình gọi là đêm dài sinh tử. Mình chung vô cái thân này rồi đó, mà từ hồi sanh ra cho tới khi chết này đó, mình thấy tối đen hết, phải không? Bao nhiêu những cái khổ lụy nó dồn vô thân này. Đấy, cho nên cái chỗ này phải nhận thấy. Cho nên từ cái chỗ này mà xả, xả lần tới cuối cùng nữa, mình không vướng bận bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nữa, cho nên không thọ. Không thọ thì không khổ. Rồi cái thứ ba là gì? Tâm vô thường. Tức là mình đây, mình hay chấp, mình hay chấp, cho nên mình khổ. Ai nói cái gì đó, ai làm cái gì đó, ai hứa cái gì đó, thì mình cứ chấp vô chỗ đó. Nhưng mình không thấy được chân lý. Mình thấy được chân lý, cho nên mình thấy được chân lý nó luôn nó diễn biến như vậy. Nó luôn luôn diễn biến, nó không có ngừng. Mà mình muốn nó ngừng lại thì sao được? Thành ra bây giờ nữa, người ta thấy mình người ta thương. Ta muốn cho mình mượn tiền, phải không? Thì bây giờ người ta đang thương mình, cho nên người ta muốn cho mình mượn tiền đây. Bây giờ có mượn không?
Thành ra cần thì mượn, nhưng mà không cần thì nhiều khi thôi ta cho mượn, thôi cũng mượn, biết không? Chi mang nợ. Đấy, chi mang nợ cái này. Cái này thật. Nhưng mà rồi đó, mình không nhận. Rồi đó, một lát nữa đó, mình cần, mình tới mình hỏi họ, họ từ chối. Nhưng mình thấy khó chịu, phải không? Đức Phật nói trường hợp cái tâm vô thường tại cái giờ trước là nó như vậy, nhưng mà giờ sau nó khác rồi, cái hoàn cảnh nó thay đổi khác, cho nên mọi việc nó luôn luôn biến đổi. Cho nên cái người phải thấy được cái sự thật, thấy được cái sự thật ngay lúc đó đó thì làm được cái này. Nhưng mà này, thời gian trôi qua rồi thì cái này coi như quá khứ, không làm được nữa. Cho nên cái này là vô thường, vô thường luôn luôn biến đổi không ngừng, biết không? Cho nên mình sống với thực tế, mình thấy bây giờ ở đây mình làm được cái gì đó thì mình nên làm cái này đi, chứ đừng để lát nữa, lát nữa không làm được đâu. Rồi tới cuối cùng đó là pháp vô ngã, tại vì mọi vật nó đều không có thực thể của nó, nó không có thực thể. Từ cái này nó biến hóa thành cái kia biến hóa thành nọ, cho nên cái này nó không thực mà mình cố chấp vô nên mình khổ. Thì như vậy cho nên người ta tu cái tứ niệm xứ này đó là người ta sẽ rời cái tâm chấp trước. Rời cái tâm chấp trước, khi mà tâm chấp trước rời xa nó rồi đó thì lúc bây giờ cái thấy mình khác rồi. Cái người tham lam thì thấy khác, mà cái người hết tham rồi thấy khác chứ. Cái người bực tức thì thấy khác, mà người hết bực tức đó, thì họ thấy khác. Cho nên lúc bây giờ đến Đức Phật nói là không có tham, không có bực tức thì mình thấy nó mới đúng lần. Mà mình thấy đúng rồi đó, mình sống đúng đó, thì lúc bây giờ đó đương nhiên cái quả báo tốt nó tới mình thôi. Cho nên đó, cái khởi đầu tu đó là cái tứ niệm xứ này đó, để ra khỏi sanh tử luôn. Thì trong lúc đó đó là chỉ có cái là cái tâm mình đó, tịnh đó, thì thiện, mà cái tâm mình động thì ác. Cho nên lúc bây giờ giữ cái chánh niệm của mình đó, tức là giữ cái tâm mình cho thật yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Lúc bây giờ đó tâm mình chỉ được nghĩ tới Phật, cho nên mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ Đức Phật Thích Ca bây giờ Ngài đang ở đâu, phải không? Đức Phật Thích Ca Ngài đang ở đâu, mà thế giới Ngài là sao, rồi Ngài Xá Lợi Phất bây giờ làm gì, phải không? Ta đang ngồi nhắm mắt lại nghĩ. Ta đã nhắm mắt lại mình nghĩ đó, tự nhiên mình hình dung ra được cái thế giới thật báo của Đức Phật hiện ra. Thấy cái thế giới thật báo Đức Phật hiện ra, tất cả các hàng thánh chúng hiện ra. Tại con người Đức Phật tốt như vậy, có người Đức Phật giỏi như vậy, những người hợp tác với Đức Phật như vậy thì họ có một cái thế giới của họ chứ. Các Phật tử mình nghiệm xem thấy, cái này là sự thật. Những con người này đó, họ tới chỗ nào thì chỗ đó trở thành thế giới hoàng kim, không? Thế giới hoàng kim đó. Cho nên Phật ở chỗ nào thì chỗ đó là thế giới hoàng kim, cho nên chỗ đó là tịnh độ. Cho nên hiện giờ Đức Phật á, Ngài đang ở trong cái tịnh độ của Ngài, Ngài cũng đang ở chung với các vị thánh chúng. Tại những người này đó thường á, là họ thương yêu, họ quý trọng, họ tin tưởng lẫn nhau, cho nên thường thường đó, họ tới đâu là họ những người cùng đi theo. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử thương Thầy, phải không? Mai mốt Thầy đi đâu, đi theo không? Đương nhiên những người đó mình tin cậy với nhau, mình quý trọng với nhau, mình hợp tác được với nhau đó, thì thường thường đó là hai sanh chung, chung cõi. Cho nên tất cả các cái tình độ của chư Phật đó, là điều như thế hết. Cho nên tất cả những người này là gọi là Bồ Đề Quyến Thuộc. Bồ Đề Quyến Thuộc đó, tức là những người hiểu được Đức Phật thì họ đều đi theo Đức Phật hết. Họ đi theo Đức Phật. Cho nên tất cả những người tốt, người giỏi đó, thì cái trường hợp họ ở đâu đó, thì chỗ đó trở thành tịnh độ chứ. Đấy. Cho nên Đức Phật A Di Đà đó, phải không? Đức Phật Di Đà đó, thì khi mới về bên thế giới cực lạc đó, đâu phải là cực lạc đâu. Ngài đi qua thế giới cực lạc đó, ở có mình, phải không? Qua thế giới cực lạc ở có mình. Nhưng mà qua ở bên thế giới cực lạc đó, Ngài ở bên đó, Ngài ẩn tu của mình Ngài thôi. Thành được khoảng thời gian sau đó, thấy Ngài Quan Âm sách gói quà, phải không? Tức là Ngài Quan Âm là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nghe nói Đức Phật Di Đà về thế giới cực lạc phương Tây rồi, thì Ngài Quan Âm cũng sách gói đi tìm, tìm ở đó. Rồi Ngài Thế Chí cũng tìm theo đó. Rồi Ngài Thường Tinh Tấn cũng tìm theo đó. Toàn là những người tốt, những người giỏi, những người tốt. Tức là họ kéo về bên thế giới này đó, thì ban đầu làm gì? Gọi là an dưỡng quốc.
tức là chỗ nghỉ ngơi, biết không? Cái chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của Đức Phật A Di Đà, đi giáo hóa chúng sanh rồi về đây nghỉ này, gọi là an dưỡng, cái chỗ an dưỡng thôi. Nhưng mà cái chỗ an dưỡng này bây giờ tập hợp người giỏi, người tốt nhiều quá đi thì nó trở thành thế giới cực lạc. Thấy người tốt ở chỗ nào thì chỗ đó trở thành cực lạc, mà người xấu ở chỗ nào thì chỗ đó trở thành địa ngục, không? Thế nên trên bước đường tu đó thì như vậy, cho nên đó, mình mới hình thành được hai loại thế giới. Cái thế giới của Phật và Bồ Tát, còn thế giới của ngạ quỷ và chúng sanh, hai thế giới khác nhau. Thì như vậy đó, bây giờ bắt đầu mà họ tu được, tức là sử dụng cái thuốc mà chữa bệnh mù này đó, thì trong đó nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, phải không? 37 trời đạo phẩm này đó, tức là sử dụng cái thuốc này đó, mà tu đó, mà chữa đó, thì liền liền sáng mắt ra. Sáng mắt ra rồi đó thì thế giới kia hiện ra, tức là thế giới Phật hiện ra. Đó, cho nên đó, Đức Phật Thích Ca đó, thì cái trường hợp đó, khi mà Ngài nhập diệt ở thế giới này rồi, nhưng mà Ngài trở vào trong cái thế giới của Ngài, đó, gọi là cái thật báo trang nghiêm tịnh độ của Ngài, cái này vẫn còn chứ. Thế giới thật báo là thế giới gì? Tức là cái thế giới thực của mình. Còn cái thế giới mà mình tạo nên này đó là mình tạm thời tạo nên, phải không? Còn cái thế giới thực của mình, cái thực của mình đó gì? Tức là cái năng lực của mình có, tức là cái tài năng của mình có đó, thì mình ở chỗ nào thì chỗ đó nó phải tốt chỗ đó thôi. Đây là cái thế giới thực của Đức Phật. Cho nên thế giới thực báo của Đức Phật á, Đức Phật nó kết hợp bằng hai thứ. Một là phước đức, hai là trí tuệ. Cái người có phước đức và trí tuệ ở chỗ nào thì chỗ đó trở thành hoàng kim thế giới. Còn cái người mà hung ác tội lỗi ở chỗ nào thì chỗ đó trở thành địa ngục, phải không? Cho nên rõ như vậy. Cho nên Đức Phật từ giả thế giới này, Ngài trở lại cái thế giới thực của Ngài. Thế giới thực của Ngài là thế giới của những người có trí tuệ, những người có hiểu biết, những người có năng lực. Họ ở chỗ này họ tạo thành thế giới. Đó là cái trường hợp mà các loại hình thế giới của chư Phật. Cho nên Đức Phật nó uống cái thuốc này xong rồi đó, thì anh sáng mắt thì anh sẽ thấy thế giới kia. Cho nên khi mà mình tụng Kinh Pháp Hoa rồi đó, mà cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng đó, tức là lương y, đúng không? Tại là lương y đó, là bây giờ đó, mấy anh cuồng tử này đó, mà uống cái thuốc này đó, uống cái thuốc này rồi đó, thì lúc bây giờ sáng mắt ra được đó, thì thấy cha mình vẫn còn sống chứ không chết. Cho nên khi mà mình tu theo Kinh Pháp Hoa rồi đó, mà mình sáng mắt ra được đó, thì mình thấy Đức Phật đang ở trong thế giới thật báo, thì bây giờ mình đi vào đó chứ. Mình thấy cái thế giới của Phật ở đó, mà mình là con của Đức Phật, quý vị tới không? Đấy, thì mình nhất định mình vào thế giới Phật, chứ mình đi chung xuống địa ngục chi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên cố gắng mà uống cái thuốc Pháp Hoa này, phải không? Uống cái thuốc Pháp Hoa này xong rồi đó, thì cái tâm mình đó, nó trong sáng lên. Cái tâm mình trong sáng lên, cái thân mình nó tinh khiết như hoa sen. Thì lúc bây giờ đó, cái con người mình mà tâm như viên ngọc, thân như hoa sen, thì cái trường hợp này đó mình sẽ thấy được thế giới của Phật. Thấy được thế giới của Phật, mình thấy được Đức Phật, thì Đức Phật đâu có chết, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu của mình đó. Thì cái này người tu bổ môn là tìm về cái cội gốc. Hiện giờ Đức Phật đang ở đâu? Thế giới Ngài chỗ nào? Thì cố gắng mà tìm đi vào chỗ đó. Mà Đức Phật nói rõ đó, nếu hãy muốn đi vào thế giới đó, thì đầu tiên là phải uống cái thuốc lương dược này, uống cái thuốc Pháp Hoa này nữa, uống xong rồi đó thì tâm mình sáng lên đó, thì sẽ thấy được Đức Phật. Thầy ngừng ở đây.